Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của một cụ bà đã 80 tuổi và hiện tại thì nuôi hai đứa con bị bệnh tâm thần. Và cái công việc của cụ hiện tại là nhặt ve chai, rất là khó khăn. Thì mình đang đứng đợi một người bạn để ra để mà chỉ mình cái chỗ ở của cụ. Thì mọi người hãy theo chân mình nha. Thì theo như mình biết được cái địa chỉ của mọi người chỉ là chỗ ở của cụ là ở đường số 8, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Là nó song song với đường Tô Ngọc Vân ở Thủ Đức. Nhưng mà cái địa chỉ là số 38. Địa chỉ là số 38, đường số 8. 38. Thì mình có hỏi người dân xung quanh thì họ có chỉ mình là cái nhà của bà Hai đây, nhà số 38, đường số 8, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Mình sẽ quay cái nhà cho mọi người xem. Con xin chào bà Hai. Con được biết là có nhiều cái anh chị cô bác có liên hệ với tụi con, là biết cái hoàn cảnh của bà Hai là nhặt ve chai và nuôi hai anh bị bệnh. Thì hôm nay con có xuống đây để mà gặp bà Hai, hỏi về cái hoàn cảnh của mình đó bà Hai. Thì bà Hai cho con hỏi là bà Hai tên gì và bao nhiêu tuổi bà Hai? Hai ạ. Má đó. Tên tôi ạ. Dạ. Tên tôi là Nguyễn Thị Sót. Năm nay trong ngoài là 80 rồi mà ở trong giấy tờ là có 78. Trong giấy tờ là 78. Dạ. Dạ. Mình là quê ở đâu bà Hai? Quê ở ngoài Bắc ạ. Ngoài Bắc. Còn ông Hai? Ở cũng Bắc luôn. Ông Hai, ý con nói là ông Hai là còn không bà Hai? Mất rồi, mất đây là ba mấy mấy năm rồi. Mất là ba mấy năm. Dạ. Bà Hai là có bao nhiêu người con bà Hai? À, đây là có một ba thằng này. Ba người con. Ba người con thì thằng này bị tai biến. Hai thằng tâm thần. Dạ. Thì theo con được biết thì mọi người có liên hệ với con đó là bà Hai đang nuôi hai người con bị tâm thần. Và bây giờ hiện tại là ba người con. Một anh nhà sát bên đây nữa ha bà Hai. Là bị tai biến luôn. Tai biến. Ảnh có gia đình hả bà Hai? Anh có gia đình rồi. Gia đình thì có vợ con anh. Dạ. Còn hai anh bị bệnh này là bao nhiêu tuổi hả bà Hai? Mười mấy tuổi, mà năm nay 46 tuổi. Hai anh 46 tuổi. Một anh 46 và một anh hai thằng sinh đôi. Hai người sinh đôi là 46 tuổi, cùng tên cùng tổ cùng hai anh tên 72. Hai anh tên gì bà Hai? Tên ra trước là Hải, sau là Thủy. Sau là tên gì? Tên Thủy. Thủy, Hải, Thủy. Hai anh sinh đôi. Một anh là tên Hải, một anh là tên Thủy, năm nay 46 tuổi. Rồi công việc của bà Hai là nhặt ve chai và nuôi hai người con, chắc cực khổ lắm, rất là cực khổ. Rồi tiền thuốc men của hai anh thì như thế nào bà Hai? Nhà nước mới cấp hoàn thành kia mà chưa có cấp. Một người đã cấp thuốc. Cấp thuốc là có một nửa thôi, còn nửa phải mua cái thuốc đắt tiền để phải mua cái thuốc 3.000 một viên. Mỗi ngày mỗi viên thì
không không cấp, mà cấp cái thuốc trắng nó mới cái thuốc rung này, rẻ tiền thì có. À. Thằng kia có, còn thằng này không có, chưa có cái thuốc gì vậy. Dạ. Rồi tiền mua thuốc cho mấy ảnh hàng tháng, tiền mình bỏ túi riêng, bỏ túi ra là bao nhiêu một tháng một người? Thằng kia 6, thằng mới về đây là 600, còn thằng kia 300. 600, 300 là hai anh 9. là một tháng là 900 ngàn. Ờ, bà hai nói là mới về là lúc trước gửi mấy ảnh vô bệnh viện hả? Ở bên ở ngoài Bình Dương, Tân Định ngoài đó. Dạ. Trước ở đây người ta chuyển ra ngoài đó, tôi không có tiền đóng, người ta chuyển ra ngoài, ngoài Bình Dương, Tân Định ngoài. Dạ. Mới xin về mà, nay là 3 tháng, 3 tháng. 3 tháng. Cuối tháng 9. Là mấy anh bị bệnh này ba mươi mấy năm rồi. Bị bệnh như vậy rồi bà hai tiền đâu mà thì thấy đi nữa nhà trai rồi người ta có mượn cho. Người ta vâng. Dạ. Người ta mấy người ta cho thì khoảng có 50, 50 có thì khoảng vậy có dạ. Rồi bệnh như vậy cho con hỏi thiệt là có khả quan không bà hai? Không có khả quan. À. Con xin lỗi bà nha. Dạ, tại vì con cũng muốn hỏi thêm. Nhưng mà mình thì mình bỏ đâu có được, mình tiền thuốc men mình bỏ đâu được đúng không bà hai? Thì ở trên đó bảo xin cái số bảo hiểm xin thuốc vợ về đi khám bệnh, về đi chưa có bảo hiểm, không cho bảo hiểm. Tân Định, em Bình Dương về bên này khám, ở bên này khám thì được phải có bảo hiểm, nó mới mà xin bảo hiểm nó không cho, nó không có. À, tiền thuốc men vậy là một tháng là gần 1 triệu. Đấy. Rồi ăn uống rồi sao bà hai? Ăn uống rồi thì người ta cũng cũng cho chút chút đồ đồ ăn, để không có thì cứ vài ngày rồi để ra chợ rồi người ta lại cho. À, là hàng xóm người ta cũng biết cái hoàn cảnh của mình, người ta giúp đỡ về hàng xóm đây cũng toàn là người ở ở trọ thôi thì người ta không có. À, người ta đi cửa hồi nãy bà hai nói là cái chợ rồi đó, người ta cũng cho đồ rồi ha. Dạ, yeah. À. Chợ thì trên đường Gia Trai đó người ta biết rồi. Dạ. Hoàn cảnh như vậy người ta cũng cho. Yeah. Rồi anh hai thì ảnh bị tai biến gì, ảnh có giúp được mình gì không bà hai? Không. À. Anh vợ con anh lo thuốc men. À, anh cũng anh bị tai biến lâu chưa bà hai? Mấy năm nay rồi. Mấy năm nay rồi. Giúp đỡ được. Yeah. Anh chỉ giúp được tinh thần rồi này nọ thôi, chứ bây giờ anh cũng bị tai biến, anh đâu giúp được hai người em của anh đâu, chứ là anh có gia đình nữa. Thì cái bệnh của hai ảnh bà hai thì bà hai là nói là khám ở vòng vòng khu vực Thủ Đức này không hả? Thì ở trước thì ở chỗ quán ấy, chỗ quán là đã chuyển đi, người ta đã chuyển đi, chuyển lung tung này. Trước cái chỗ quán, xong bây giờ lại lên Thủ Đức, lại chuyển đi nữa. Sao không đi vô trong Sài Gòn thử coi nó có thì đổi mới gì không? Thì không biết rồi, chỗ quán người ta chuyển đi, người ta không cho. Không có tiền. Không có tiền, đánh ra. À, không tiền. Anh này là em Út, người em Út. Sinh đâu nhưng mà người sao? Dạ, người sao. Anh cho em hỏi là anh tên gì? Phạm Hồng Thủy. Phạm Hồng Thủy ha. À, anh bị bệnh lâu chưa? Bị kỳ trước là 27 tuổi là bị vô chợ quán. À, anh có biết anh bị bệnh gì không? Bị yếu thần kinh, về thần kinh. Yếu thần kinh. Rồi khi nào là nó phát bệnh anh? Cái đó tự động nó phát hay sao? Đánh bà già cái phát bệnh vừa đó, đánh anh chết thì nó đi. Anh đánh cô hả? Ừ. Không biết sao đánh luôn hả? Không biết sao. À, lúc nhớ lúc không đó, nói chung hai thằng đánh nhau, tôi xô cái thằng kia
xô cái thằng kia ra ngoài, tôi nó ở trong là nó được chạy. À. Cho đi này. Bây giờ mới nhớ. Giờ mới nhớ chứ lúc đó là không có nhớ gì. Lúc đó là ai vô người á. Ai vô người quá to. Ừ. Rồi anh đó là anh ba là anh tên gì? Anh tên Hải Phan Hùng Hải. Hải Thủy à. Ảnh chắc ít nói sao thấy ảnh ngồi đó không ha? Có ngồi không chắc. À. Cơm bát thì nó có người rửa quần áo, có người giặt, nó chẳng làm gì. À. Anh Hải là ảnh không có làm gì đó, là chỉ nằm đó thôi. À. Giặt giũ là bà Hai, cơm nước là rửa chén, bà Hai với anh Thủy lo hết. Mà gài cái bệnh của anh với anh Hải là đỡ cho anh hay là sao? Bây giờ tay vẫn run. Không, ý em nói cái thần kinh á, cái thần kinh á có rồi, đỡ. Đỡ hơn trước nhiều. À. Tự nhiên cái đầu. À. Tự nhiên hồi xưa là nó phát bệnh ra vậy luôn hả bà Hai? Phát bệnh ra vậy luôn. Đỡ phát bệnh rồi vậy, nó nằm chung với nhau rồi nó phát bệnh ra với nhau bệnh. Dạ, hai anh em sinh đôi. Mà bây giờ con thấy anh mấy anh cũng gọi là thấy cũng khỏe, thấy cũng tỉnh cũng tỉnh táo mà. Rồi cũng tỉnh tỉnh cứ chứ như trước là sợ lắm. Dạ. Bây giờ là cũng tỉnh tỉnh đâu không biết người chứ còn người chứ. Tôi đóng cửa, tôi chỉ còn đâu như hồi trước tôi đóng cửa vào, đóng cửa nó đập cái chai đó. Anh móng chân chứ. À. Chỉ vợ còn con ly nó chết. Dạ. Yeah. Anh Thủy, anh có khi mà bà Hai mà đi ở nhà đi nhặt ve chai rồi đó thì anh ở nhà có phụ bà Hai gì không anh Thủy? Đó chứ đi nhặt ve chai luôn, nhặt chai mang về bây giờ bán mới 40 à. À đi đi chung được với bà Hai luôn. Ừ. À còn anh Hải thì ở nhà không có đi. Nhà. Anh chỉ nằm chỗ đó đi, thôi. À. Chở đồ ăn về để nấu đồ ăn. Sáng nay thì nấu cơm với lại nấu cơm với nó bếp lại thôi. À. Thì hôm nay con tới để mà biết được cái hoàn cảnh của gia đình mình đó bà Hai. Dạ. Rồi ở đây thì con có 1 triệu đồng của anh em bé Vinh Hải ở Mỹ là gửi cho con. Nếu mà nói là trước mắt, nếu mà gặp những hoàn cảnh nào khó khăn trước mắt đi thì gửi tặng. Thì bây giờ con thay mặt cho anh em bé Vinh Hải ở Mỹ gửi cho bà Hai 1 triệu. Dạ, trước mắt là như vậy. Và sau khi thì con sau khi hôm nay thì con sẽ về, con sẽ đăng cái clip này lên để cho mọi người cùng chia sẻ thêm cái hoàn cảnh của mình. Dạ. À, nó. Đó. Có 1 triệu đó, bà Hai để bỏ túi. Dạ. Tôi gửi lời cảm ơn anh Hải đó nha. Dạ, bà Hai gửi lời cảm ơn đến anh em Vinh Hải. Dạ. Để trang trải trước mắt. Dạ. Dạ, trước mắt đã sắp sửa mua thuốc rồi. Dạ. 1 tháng là mình mua thuốc 1 lần đó. Dạ. Mua thuốc 1 lần là 900 ngàn. Dạ. Dạ. Thích nhất trên nơi nữa rồi. Là... Dạ. Sợ con hết thuốc là không có thuốc uống. Cho con hỏi là bà Hai còn người thân nào ở Sài Gòn này không? Không. Còn chị em gì không? Không. Chỉ còn một mình bà Hai với 3 đứa con thôi. Được. À. Ở ngoài miền Bắc còn không? Không. Không luôn. Hồi 54 rồi. À, mất gốc hết rồi. Mất gốc hết. Nhà cửa chẳng có mà anh em được không? Ông bà chết hết rồi. Dạ. Gốc bà Hai là ở miền Bắc là ở tỉnh nào? Thái Bình. Thái Bình. Dạ. Yeah. Còn bác thì mất nay 30 mấy năm. 36 năm, hồi 85 rồi. À, là khi hồi bác còn sống là hai anh này vẫn bình thường. Vẫn bình thường. À. Khi mà 10 mấy tuổi, 20 tuổi mới phát bệnh ra. À, phát bệnh rồi. Hôm nay con ghé thăm bà Hai, với bà Hai xin phép bà Hai cho con quay cái phòng mình một chút nha, cái nhà mình một xíu. Đây là nhà của ba mẹ con của bà Hai và hai anh em Hải Thủy ở đây.
Mình thấy thì khoảng 48, bề ngang căn nhà là khoảng 3 mét vuông, bề dài khoảng 8 mét. 8 mét. À, 8 mét rưỡi. Ở đây thì thấy có cái mừng thọ của phường, của quận Thủ Đức. Nguyễn Thị Lót, Sót, Nguyễn Thị Sót, sinh năm 42, 1942. Rồi tối bà hai ngủ ở đâu bà hai? Bà hai ngủ ở trên giường này. Sao con thấy nhiều ba lô quá vậy? Đồ hả? À. Còn anh thì anh ngủ đây. đây Hương Thủy ngồi đây hàng ngày ngủ đó. À. Anh Hải thì ngủ ngay cái chiếu ở dưới đất, còn anh Thủy thì ngủ ghế bố đây, ba mẹ con ngủ đây. Rồi đồ ăn nấu nướng thì ở đây. Dạ. Ở đây con thấy nhiều cái đồ dầu rồi nè, nước Đâu tương đâu nè. mới cho đâu Dạ, đấy người ta biết cái hoàn cảnh đó, người ta người ta cho rất là nhiều. Đó, mì tôm, gạo. Ở trên có cái gác nữa không bà hai? là không làm được đâu. Dạ. Căn nhà số 38, đường số 8, phường Tam Bình. Đó là căn nhà của bà hai và ba người con. Thì hiện bà hai đang nuôi hai người con bị bệnh tâm thần đó. Còn một cái anh thứ hai là anh ở phía bên tay phải của mình, là căn nhà ở đây. Đó, nhưng mà ảnh thì ảnh bị tai biến và không có làm gì hết, chỉ ở nhà luôn. Hiện thì chỉ còn một mình chị dâu là may ráp đồ rồi đó để mà thu nhập, nên mà cũng không có phụ nhiều cho bà hai, chỉ có đóng tiền điện nước hàng tháng. Đây là căn nhà của anh hai. Rồi bên đây là nhà của bà hai, dây chai, mấy cái đồ dây chai. Có khi nào bà hai nghĩ là hai anh sẽ hết bệnh không bà hai? Có khi nào bà hai nghĩ hai anh sẽ hết bệnh không? Thì chỉ cầu xin bên trời cho thôi. Chữa bệnh uống thuốc hàng ngày là Dạ. bị hết không? Ngày nào cũng uống thuốc á. Ngày nào cũng phải uống đấy. Dạ. Uống lên đây đây là hai mươi mấy năm nay rồi đấy, cứ ngày nào cũng phải uống vậy đó. Mình cho con hỏi là nếu mà một tháng là 900 ngàn rồi tiền này nọ, mà trong khi bà hai nhặt ve chai có mấy chục ngàn một ngày thôi, thì chắc cũng có mượn ở hàng xóm rồi đó bà hai. Dạ cũng Thì có bây giờ cái số tiền đó là có nợ nhiều không bà hai? Khoảng bao nhiêu bà hai? khoảng 20. 20 triệu. À, khoảng 20 triệu tiền thuốc men. Mấy chục năm nợ 20 triệu đó. Thì có cái nọ đồ bộ rồi giờ mới Dạ. trả cái kia. Nhưng mà hàng xóm cũng thông cảm cho bà hai đó ha, có bao nhiêu thì trả bao nhiêu chứ không có đòi. Anh ba đây, anh Hải. Anh Hải cho em hỏi là anh bị lâu chưa? Bị bệnh lâu chưa anh Hải? Đau đầu lắm, giờ đau Đau đầu lắm hả? đầu lắm. À. Bà hai nói là anh Thủy còn phụ bà hai được, còn anh thì không có phụ được, sao không có phụ bà hai cho nó đỡ? Sáng ra thì đông gạo nấu cơm,
rồi bắt bếp ra nấu máy thấp dầu lên nổ bếp đậy thả đại vô rồi xong rồi bỏ lên để nấu thôi rồi xong dạ rồi, mấy tháng năm mai rồi dạ là phụ bạn hai bếp nút hả đó dạ mấy người không biết nó đánh đặt nút vào đặt vào dạ anh Thủy thì anh phụ được nhiều Thủy thì đưa nồi nào ra bưng nồi nó lên xôi bắt xuống dạ mà nấu cái gì mà bưng nồi lên nấu canh nấu canh ha anh biết có. Anh biết nấu không không biết nấu mà mỗi người phải làm việc mọi người phải làm việc nấu cơm rồi xong rồi nấu bếp nấu anh nấu cơm chín không á chín chín hả giờ ở nhà nấu cơm cho mẹ thôi nấu cơm thì con cứ nấu nồi cơm lên cái bát nồi cơm lên chứ bát nồi cơm lên là xoa dầu còn tròn là đậm nước tròn dạ đồ ở trong nhà con thấy là đa phần là đi nhặt ve chai rồi người ta cho không bà hai rồi, thấy không? Chứ đâu có cái gì mình mua đâu có cái mình mua còn cũng có dạ. Cái này người ta cho dâu như dâu muốn mà phải mua nè dâu xe lắc mình cũng mua nè dạ. Dâu này mình dâu giá này cho ủa đồ ăn sao không đậy lời để đây mới ăn xong á mới ăn xong hả ừ, mới ăn xong. Cái tay anh còn cái tay anh bị gì vậy anh Thủy không biết bị rung chứ đánh nhau một người bị rung đánh nhau hả không mà không biết làm sao mà bây giờ cho nó hết cái rung rồi đó thì anh để vậy thử coi nó đâu có rung đâu nó tí để rung mà tí nó lại rung tí ngồi bình thường tí nó kỳ á không để vậy không rung ngồi cái tí sao ngồi vậy để vậy không rung gì đâu tí sao ngồi sao nổi rung rồi giờ không có đi khám hả bà hai đi khám thì không có rồi giấy bảo hiểm mới về đời mà chừng nào có tiền mua bảo hiểm rồi mới dám đi khám cái tay này nữa đi khám được. Nó cái miệng cũng rung đó sao miệng rung là sao trên tay vẫn rung à trên nào cũng rung chân rung tê tê không không tê mà nó chỉ rung thôi chỉ rung để về còn anh Thủy thì không có ha ủa anh Hải không có thỉnh thoảng trước cũng có đấy mà bây giờ đâu là bớt rồi đấy dạ trước cũng không có cũng rung vậy cứ rung gì hoài đó hả rung mình buông ra là nó rung rồi ha vậy cho mua bảo hiểm đó có tiền mà mua bảo hiểm đó thì mới đi đi khám được bảo hiểm bây giờ mới hết 800 rồi 900 biết đâu được chưa cũng may nhà này mình nhà mình không có đóng tiền nhà trọ hay bà hai ủa vậy không yeah. Đóng tiền nhà trọ có đóng tiền nhà trọ nó lấy tiền đâu đóng dạ yeah. Bệnh cho con hỏi là ngoài cái bệnh của hai anh ra đó thì bà hai nay khoảng 80 rồi à. Thì có bệnh gì trong người không bà hai thì nó cứ cảm đấy cứ cảm rồi nó mệt như siêu do cho chỗ ăn không được à, có nhức tay nhức chân gì không hả? Có nhức tay nhức chân gì không? Có thì cái chân này đau nhức nữa. Dạ. Còn lâu lâu thì trở gió rồi thì cảm hoài à, phải không? Cảm hoài đấy, cảm mấy tháng này, 2 tháng này rồi đấy. Rồi uống thuốc làm sao? Thì cứ uống thuốc thì xuống này mua. Nói chung là cảm thì xuống tiệm thuốc tây cái mua à? Bệnh thuốc xuống tiệm thuốc cái này là mua uống. Ừ. Uống đây thì thuốc bây giờ vẫn còn có phải mua thường trực nhà không? Dạ. Hôm nay là con xuống để mà biết được cái hoàn cảnh của gia đình mình đó, thì rất là khó khăn thì con sẽ chia sẻ cho mọi người về cái hoàn cảnh của bà hai đó. Thì rất mong các mạnh thường quân sẽ giúp đỡ cho bà hai và gia đình đó. Thì bà hai hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe đó, để mà lo cho hai anh nữa nè dạ.
thì con xin phép bà hai thì con về đó, thì có khi nào rảnh con sẽ xuống để mà thăm bà hai với lại hai anh. Dạ, con xin phép bà hai con về nha. Một cái cô hàng xóm của bà hai đây à. Thì cô cho con hỏi là bà hai hiện giờ là nhặt ve chai và nuôi nuôi hai đứa con vậy á, lấy được cũng đi nhặt ve chai rồi bà lấy ve chai với lại hai đứa con vậy. Cô có biết là hai người con của cô hai bị bệnh gì không? À, bị bệnh thần kinh đó. Dạ rồi, rất là khó khăn ha. Dạ, cảm ơn cô nha.